Kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi những thông tin thời sự quốc tế đầu giờ trên kênh truyền hình Thông tấn. Ngày hôm qua, lãnh đạo Iran và Pháp đã có cuộc điện đàm để thảo luận về tăng cường hợp tác song phương cùng với nhiều vấn đề quốc tế cùng quan tâm, trong đó bao gồm việc hồi sinh thỏa thuận hạt nhân lịch sử được ký hồi năm 2015. Hãng tin INA của Iran cho biết, cuộc điện đàm giữa Tổng thống nước này Ebrahim Raisi và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron kéo dài trong 90 phút. Theo đó, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận cách thức tăng cường quan hệ song phương, tiến trình đàm phán thỏa thuận hạt nhân, cũng như kế hoạch phát triển vùng. Bên cạnh đó, hai bên cũng nhất trí về lộ trình tiến hành các cuộc thảo luận về những vấn đề trên. Động thái diễn ra trong bối cảnh Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA trước đó đã công bố báo cáo cho thấy những tiến triển trong quá trình hợp tác giữa cơ quan này và nhà chức trách Iran. Tuy nhiên, IAEA cũng nhấn mạnh, Iran đã tăng đáng kể kho dự trữ uranium được làm giàu trong những tháng gần đây. Tính đến ngày 13 tháng 5, lượng dự trữ uranium được làm giàu của Tehran là gần 4.750 kg, vượt xa mức giới hạn 202,8 kg được quy định trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Cho tới nay, Iran vẫn luôn khẳng định chương trình hạt nhân của nước này là vì mục đích hòa bình và nước Cộng hòa Hồi giáo không hướng tới việc phát triển vũ khí hạt nhân. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez ngày hôm qua đã khẳng định cánh cửa chiến thắng cho phe cánh tả đã rộng mở hơn trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào tháng tới, sau khi đảng Podemos trong liên minh cầm quyền của ông bắt tay với đảng cực tả Suma. Phát biểu với cử tri tại thủ đô Madrid, Thủ tướng Sanchez hoan nghênh thỏa thuận mới đạt được giữa hai đảng cực tả Suma và Podemos, nhấn mạnh đây là một dấu hiệu tích cực và đi đúng hướng. Cùng ngày, đại diện đảng Suma cũng tuyên bố liên minh với Podemos mang lại hy vọng cho phe cánh tả trong cuộc bầu cử sắp tới. Hôm 9 tháng 6, đảng Podemos trong chính phủ liên minh với đảng xã hội của ông Sanchez đã tuyên bố sẽ bắt tay với đảng Suma và một loạt đảng nhỏ khác trong cuộc tổng tuyển cử ngày 23 tháng 7. Theo giới phân tích, việc một liên minh giữa các đảng cánh tả được thành lập sẽ là điều kiện cần để giúp ông Sanchez tái đắc cử. Trước đó, Thủ tướng Sanchez đã quyết định tiến hành bầu cử trước thời hạn, sau khi đảng xã hội của ông và đối tác liên minh cánh tả là Podemos chịu tổn thất lớn hơn dự kiến trong các cuộc bầu cử khu vực trước các đảng cánh hữu. Vào ngày hôm qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã xác nhận quân đội của nước này đã bắt đầu triển khai các chiến dịch phản công nhằm giành lại những khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Phát biểu sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Canada Justin Trudeau tại thủ đô Kiev, Tổng thống Zelensky khẳng định hoạt động phản công và phòng thủ đang diễn ra trên khắp Ukraine. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine không cho biết chi tiết hiện chiến dịch này đang ở giai đoạn nào. Trong khi đó, Thủ tướng Canada cũng đã công bố khoản viện trợ quân sự mới cho nước này dành cho Ukraine với giá trị 375 triệu đô la Mỹ, trong đó gồm nhiều loại khí tải hiện đại. Ngoài ra, Ottawa cũng cam kết sẽ tham gia kế hoạch đào tạo phi công máy bay chiến đấu của Ukraine. Thủ tướng Trudeau cũng đã phát biểu trước Quốc hội Ukraine, tái khẳng định sự ủng hộ về việc Kiev gia nhập NATO ngay khi điều kiện cho phép. Liên quan tới tình hình chiến sự tại thực địa, Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày thông báo, quân đội của nước này đã chặn đứng nhiều chiến dịch tấn công của Ukraine trong 24 giờ qua tại miền nam Donetsk, khu vực Zaporizhia cũng như phía đông Bakhmut. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, vào ngày hôm qua, 5 người đã thiệt mạng trong vụ nổ tại một nhà máy sản xuất chất nổ ở gần với thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là một cơ sở sản xuất thuộc sở hữu Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ. Giới chức sở tại cho biết vụ nổ xảy ra vào buổi sáng theo giờ địa phương tại nhà máy tên lửa và chất nổ MKE, cách thủ đô Ankara 40 km về phía đông. Theo kết quả điều tra sơ bộ, nguyên nhân vụ nổ được cho là do phản ứng hóa học tại khu vực chuẩn bị chất nổ của nhà máy. Hiện thi thể các nạn nhân đã được đưa ra khỏi đống đổ nát và cơ quan công tố cũng đã tiến hành điều tra liên quan tới vụ việc. Ngoài 5 người thiệt mạng, không có nạn nhân nào mắc kẹt hay phải tới bệnh viện để điều trị. Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ ngay sau đó đã tới thị sát hiện trường và gửi tới lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân. Theo Văn phòng Khí tượng Anh, trong các ngày từ ngày 10 cho đến ngày 12 tháng 6, nhiệt độ tại nhiều vùng ở xứ England của Vương quốc Anh có thể sẽ vượt ngưỡng 30 độ C, đánh dấu ngày nóng nhất kể từ đầu năm đến nay. Cơ quan an ninh y tế Anh đã đặt cảnh báo mức vàng đậm về những nguy cơ đe dọa sức khỏe do nắng nóng, áp dụng tới 9 giờ sáng ngày 12 tháng 6 theo giờ địa phương ở nhiều vùng.
Tại thủ đô London, nhiều người đã đổ ra bờ sông Thames để hóng mát hoặc là chèo thuyền trên sông trong thời tiết nóng bức. Văn phòng khí tượng Anh cũng cảnh báo khả năng xảy ra mưa rào kèm sấm chớp. Cảnh báo mưa dông ở mức vàng có thể gây gián đoạn giao thông, cắt điện và ngập úng cục bộ, cũng như được ban bố ở xứ Wales, phần lớn xứ England, cũng như Bắc Ireland và Scotland. Mưa dông có thể diễn tới vào ngày 12 tháng 6, trong khi thời tiết nắng nóng và ẩm kéo dài tới giữa tuần sau. Canada đang chạy đua để dập tắt đợt cháy rừng dữ dội kéo dài. Thủ phạm gây ra tình trạng khói mù độc hại bao phủ nhiều thành phố ven Đại Tây Dương của cả Canada và Mỹ. Tại tỉnh bang Quebec, nơi đang có hơn 100 đám cháy, mưa và hỗ trợ từ các nước đang mang đến hy vọng cho nỗ lực dập lửa. Theo người đứng đầu cơ quan lâm nghiệp tỉnh bang Quebec, dự báo thời tiết cho thấy sắp có mưa tại khu vực đang xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, 100 lính cứu hỏa Pháp đã được cử đến để tăng cường hỗ trợ ứng phó cháy rừng. Những điều kiện này sẽ giúp ích rất lớn cho hoạt động dập lửa. Tuy nhiên, giới chức địa phương vẫn đánh giá tình hình trong vài ngày tới ở mức nghiêm trọng. Theo ước tính của nhà chức trách Canada, dự kiến đến ngày 12 tháng 6 sẽ có khoảng 1.200 lính cứu hỏa tham gia xử lý cháy rừng tại Quebec. Tính đến cuối ngày 9 tháng 6, đã có 422 đám cháy rừng xảy ra trên toàn Canada, riêng tại tỉnh bang Quebec là 125 đám cháy. Hơn 13.000 người ở các thị trấn miền Bắc Quebec đã phải đi sơ tán. Nhà chức trách cho biết các nỗ lực dập lửa đang đạt hiệu quả. Trong vài ngày qua, Quebec đã mở lại được nhiều tuyến đường bị phong tỏa trước đó. Khoảng 26.000 mét vuông tranh tường tại hang Mạc Cao ở di chỉ Đôn Hoàng thuộc tỉnh Cam Túc, Tây Bắc Trung Quốc đến nay đã được số hóa tương ứng với một nửa tổng số tranh tường đặc biệt giá trị lịch sử và nghệ thuật này trước khi có nguy cơ bị mài mòn theo thời gian. Học viện Đôn Hoàng cho biết trong 100 năm qua, những tranh tường trong hệ thống hang động Mạc Cao đã có dấu hiệu phai mờ rõ rệt. Điều này khiến cho hoạt động số hóa trở nên vô cùng quan trọng nhằm lưu giữ thông tin quý giá về những di tích văn hóa giá trị này. Tính tới cuối năm 2021, dự án kỹ thuật số Đôn Hoàng đã hoàn tất số hóa 268 hang động, xử lý hình ảnh 164 hang động, phục dựng bằng công nghệ 3D với 45 bức tượng sơn màu, 146 hang động cùng 7 khu di chỉ lớn. Những công nghệ này cũng đã được triển khai tại 14 khu di sản văn hóa trên khắp Trung Quốc. Hang Mạc Cao đã được UNESCO đưa vào danh sách Di sản Thế giới vào năm 1987. Đây là một quần thể gần 500 hang động với nhiều tượng và tranh tường ghi lại sự phát triển của nghệ thuật Phật giáo suốt 1.000 năm qua. Một bức tượng Phật quý hiếm ước tính có nguồn gốc từ Trung Quốc vào thế kỷ 12 và thuộc về một bộ tượng cổ đã được cho là thất lạc sẽ được đem ra bán đấu giá tại Pháp vào ngày 13 tháng 6 tới. Dự kiến giá bán có thể lên đến 1 triệu đô la Mỹ. Nhà đấu giá Bonham cho biết đây là bức tượng Quan Thế Âm Bồ Tát bằng gỗ cao hơn 1 mét và rất quý hiếm. Bức tượng này đã được bán lần cuối cùng vào năm 1932 và thuộc về sở hữu của một gia đình giấu tên ở khu vực ngoại ô thủ đô Paris. Sau với lần cuối cùng xuất hiện, bức tượng đã bị mất ngón tay. Đại diện nhà đấu giá cho biết bức tượng đã được truyền lại cho đến thế hệ hiện nay trong gia đình nói trên và họ không hề biết về giá trị của bức tượng cho đến khi được đem đi định giá. Nhà đấu giá Bonham cho biết rất có khả năng trên thế giới hiện chỉ còn lại một vài bức tượng cùng loại như vậy và hầu hết thuộc về các viện bảo tàng ở châu Âu. Kết thúc bản tin thời sự như thường lệ sẽ là tiểu mục con số trong tuần qua phần trình bày của biên tập viên Nguyễn Hoa. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong tiểu mục con số trong tuần trên sóng truyền hình Thông Tấn. Và mở đầu cho tiểu mục ngày hôm nay sẽ là những thông tin liên quan đến đợt mưa lớn kỷ lục tại Nhật Bản trong vòng một thế kỷ. Có nơi lượng mưa đã ghi nhận khoảng từ 400 đến 500 mm gây ra lũ lụt nghiêm trọng và thiệt hại lớn. Điều này lại trái ngược với rất nhiều nơi trên thế giới vốn đang gánh chịu nắng nóng khắc nghiệt cực đoan. Theo Viện Nghiên cứu về Khoa học Trái đất và Phòng chống thảm họa thiên tai Nhật Bản, đợt mưa lớn này gây thiệt hại lớn cho các tỉnh Aichi, Shizuoka, Ibaraki và Wakayama. Tỉnh Ibaraki, tỉnh Saitama và thủ đô Tokyo cũng xảy ra mưa lớn kéo dài, với tần suất xuất hiện khoảng 30 năm mới có một lần. Riêng lượng mưa đo được tại tỉnh Shizuoka đã cao gấp 1,5 lần lượng mưa trung bình trong tháng 6, vốn là tháng cao điểm về mùa mưa lũ ở Nhật Bản. Các chuyên gia trong lĩnh vực thảm họa thiên tai của Nhật Bản cho biết ngày càng có xu hướng xuất hiện các hình thái thời tiết cực đoan, khó có thể dự báo trước, đặc biệt là mưa lớn liên tục.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, New York đã xoán ngôi Hồng Kông, Trung Quốc, xếp vị trí đầu tiên trong số 207 thành phố đắt đỏ nhất thế giới với người nước ngoài trong năm nay. Và đây là kết quả của một cuộc khảo sát vừa được thực hiện. Theo đó, sau 4 năm là thành phố đắt đỏ nhất toàn cầu, Hồng Kông đã tụt hạng do mức tăng giá hàng hóa và dịch vụ được hạn chế phần nào. Còn tại Mỹ, tất cả các thành phố đều tăng hạng do đồng đô la Mỹ tăng mạnh cũng như giá thuê nhà leo thang. Thành phố New York tăng một bậc, trong khi San Francisco tăng 4 bậc lên vị trí thứ 7. Tuy nhiên, Hồng Kông vẫn là địa điểm đắt đỏ nhất ở châu Á với người nước ngoài. Singapore là quốc gia đắt đỏ thứ 2 ở châu Á và thứ 5 trên toàn thế giới. Vâng, Louis Vuitton đứng đầu danh sách 10 thương hiệu xa xỉ hàng đầu thế giới do YouBuy, nền tảng mua sắm quốc tế bầu chọn. Chỉ riêng trong năm 2022, Louis Vuitton đã đạt doanh thu hơn 18,6 tỷ đô la Mỹ. Thương hiệu của Pháp gây tiếng vang với các bộ sưu tập đồ da cao cấp và quần áo may sẵn sang trọng. Nhà mô này cũng thu hút nhiều lượt tìm kiếm hàng tháng nhất trên toàn cầu, 8,3 triệu, và lượt truy cập trang web 15,5 triệu, hơn bất kỳ thương hiệu nào khác. Thương hiệu xa xỉ phổ biến thứ hai thế giới là Dior. Trong khi đó, Gucci, thương hiệu cao cấp hàng đầu của Italy, đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng với 4,7 triệu lượt truy cập hàng tháng. Cùng với Louis Vuitton thì Hermes cũng là một trong những cái tên đình đám trong nhóm hàng xa xỉ. Hơn 100.000 đô la Mỹ là mức giá dự kiến của một số phiên bản túi sách hàng hiệu Hermes do hãng Sotheby tổ chức đấu giá tại New York trong tuần này. Trong số các điểm nhấn của Hermes là dòng sản phẩm Birkin và Kelly, đặc biệt dẫn đầu là chiếc Hermes Birkin màu bạc ánh kim. Sotheby's cho biết các sản phẩm này đắt giá bởi chỉ được sản xuất rất ít, chỉ 2 đến 3 túi trên toàn thế giới và được sản xuất cho Thế vận hội Athens năm 2004. Việc quản lý cẩn thận các sản phẩm và hàng tồn kho đã giúp duy trì hào quang của Hermes, và những chiếc túi sách Birkin trị giá trên 10.000 đô la Mỹ luôn bị đội giá khi mua đi bán lại. Là một trong những hãng hoạt động ổn định nhất trong ngành hàng xa xỉ, Hermes nổi tiếng vượt qua thời kỳ suy thoái tốt hơn các đối thủ nhờ phong cách cổ điển thu hút người mua sắm lớn tuổi và giàu có. Cuộc đấu giá túi sách và phụ kiện của hãng đấu giá Sotheby's kéo dài tới hết ngày 13 tháng 6. Vâng, được thưởng thức những món ăn hảo hạng của nhiều đầu bếp sao Michelin đã là niềm mơ ước của rất nhiều người. Và được phục vụ trên độ cao 50 mét thì quả thực không còn gì tuyệt vời hơn. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với một nhà hàng đặc biệt ngay ở thủ đô Bruxelles để được trải nghiệm mô hình ẩm thực độc đáo khó quên này. Chỉ cần thắt dây an toàn và trả hơn 300 đô la Mỹ, những thực khách này sẽ được trải nghiệm bữa tối đặc biệt trên độ cao 50 mét. Tại đây, họ không chỉ được ăn những món ngon do những đầu bếp sao Michelin nấu, mà còn được ngắm toàn cảnh thành phố Bruxelles của Bỉ. Ở trên độ cao như thế này khiến tôi hơi căng thẳng chút, nhưng lát sau mọi thứ rất tuyệt vời. Có chút lo lắng nhưng với hệ thống dây cáp chắc chắn, rượu vang và đồ ăn ngon, không còn gì thú vị hơn. Trên độ cao 50 mét, đầu bếp Michelin Wild Brew đã trổ tài nấu những món ăn đặc biệt, chế biến từ cá hồi, gan ngỗng trước mặt quý khách. Chúng tôi nấu những món ăn đặc biệt nhưng không quá phức tạp bởi không dễ nấu ăn trên độ cao như thế này. Năm nay là năm đặc biệt, chúng tôi có 10 đầu bếp và cùng nấu trên bầu trời. Thật thú vị. Công việc của chúng tôi đòi hỏi sự chính xác cao và ở đây chúng tôi phải cẩn thận gấp đôi bình thường, không thể để xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Với tài nấu nướng của đầu bếp, các thực khách sẽ được thưởng thức 5 món ăn hảo hạng cùng với rượu vang và sâm panh. Ý tưởng tổ chức những bữa ăn tối trên không được thực hiện 10 năm trước và bây giờ nó đã được mở rộng sang 5-6 nước trên thế giới.